Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho em Toàn gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người nhá. Mọi người, hôm nay em đang có một set tụ bát 6 chiếc bát của Cutani đây mọi người. Đấy, mời tất cả quý vị xem này. Màu đen nhá. Những chiếc bát này bằng màu đen nhưng mà đặc biệt là nó lại là vẽ vàng này mọi người. Đấy, họa tiết vẽ vàng rất là đẹp luôn. Đây là cái chữ ký của họ nhé mọi người nhé. Nhưng mà hàng này thì là chuẩn 100% là Cutani nhé mọi người nhé. Đấy. Để em xin phép là em đo kích thước cho các bác xem. Chiều cao của nó là 7,5 nhé mọi người nhé. Chiều cao 7,5. Mặt của nó 12 mọi người. Đấy. Đây để em cho các bác xem họa tiết nó nhé. Đây như trước này đây này các bác này. Đấy. Con này là nó có cái điểm nhấn ở đây này, các bác cứ nhìn thấy không? Nó vuốt từ đây lên và nó có bóp ở vào cái phần này này mọi người. Các bác đợi em tí. Đây, các bác nhìn thấy đấy, nhìn như bên trong này nó có gân ở đây này mọi người. Nó là cái điểm nhấn của cái bát này nhá. Người ta vuốt, người ta nặn từ đây lên và cái chỗ này nó hõm vào một tí xong rồi nó lại đi ra. Nhìn này các bác có nhìn thấy không? Đấy, đây nhìn như này. Em xoay em nào để cho các bác nhìn thấy nó được chi tiết đấy. Đây như này các bác này, rất là đẹp luôn. Một bộ xếp tụ vẫn còn tình trạng lành tít nhé mọi người nhé. Đấy các bác xem nó vẽ vàng này. Đấy các bác thấy ánh điện nó vào nó cứ ánh lên không? Đấy, đây là chữ ký của nó nhá. Ở phần dưới này là nó vẫn là mộc, cái này là nó là men nhé mọi người nhé. Men đen nhá. Cái bộ bát này về trưng bày rất là đẹp đấy mọi người ạ. Nhưng bộ bát này về trưng bày rất là đẹp luôn. Cả bộ của nó là 6 chiếc. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Em úp lại cho các bác xem những chiếc này nhé. Đấy các bác thấy chưa, đây là vàng nó này. Đây, cái mặt này đây nhá, để em xoay cho mỗi mặt một hướng dầu các bác dễ hình dung. Đấy các bác thấy chưa, quay này nó dễ hơn. Đấy, toàn bộ là vẽ vàng nhá mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn đây này, vàng đây này, vẽ vàng nổi khối lên nhá các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Các bác nào ưng ý bộ xếp tụ này, các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em Toàn xin phép là kết thúc video đây mọi người. Một lần nữa thì mọi người cho em Toàn xin phép là được gửi một lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem video của em. Em xin chào tất cả mọi người nhé.